Trang Hải mến chào bà con gần xa đã quay trở lại trên kênh YouTube Nhà Đẹp Trang Hải. Trước mặt bà con đây là một cái khu dân cư đã hình thành cách nay gần 1 năm rồi nha anh chị bà con. Thì cái dãy nhà này á, gồm có hai bên, mỗi bên 6 căn. Và khúc trước Trang Hải quay đây cách nay 1 năm rồi đã được bà con mình về đón nhận và ở tráo rồi. Và hôm nay á, bà con cũng nhìn thấy nè, hệ thống phòng cháy tuy nhà giá rẻ mà hệ thống phòng cháy chữa cháy rất là bài bản đầy đủ cho anh chị bà con mình. Nói chung mua căn nhà giá rẻ về ở cũng an tâm về vấn đề phòng cháy chữa cháy luôn. Và đây là con đường nội bộ nha anh chị bà con, cũng rất rộng rãi thoải mái luôn. Và hôm nay Trang Hải có một căn gốc mà chủ nhà nói chung là cần tiền mà là xây vốn làm ăn cho thành phố á, cho nên cần để rẻ lại cho anh chị bà con với mức giá cực kỳ là hấp dẫn luôn nha anh chị bà con. Thì cái căn này là giá khúc trước á, anh chủ nhà anh mua là giá 440 triệu, nhưng hiện tại cần tiền anh giảm 45 triệu, giá hiện tại của mình chỉ còn đúng 395 triệu, một căn gốc cực kỳ đẹp luôn nha anh chị bà con. Đó, với diện tích căn nhà của mình ngang 4 mét dài cho 6 mét một cái gác, và căn nhà này nói chung không khác nào một căn nhà mới luôn. Tại vì á, ảnh ở thành phố anh mua khúc trước, anh mua anh tính lâu lâu chủ nhật hai thứ bảy anh về anh nghỉ ngơi, nói chung là sau một cái tuần làm việc á rồi thứ hai anh lên cho anh tiếp, cho nên anh ít cỡ 95% luôn, 99% là nhà mới luôn. Với cái mẫu nhà hướng Tây nè, phía trên anh chị bà con thấy đã cũng đã lợp sẵn hết mái hiên, mái che, hết ráo rồi. Thì đó, hiện tại căn này giá bán giá chỉ đúng là 395 triệu. Và ví dụ chủ nhà vẫn còn bớt lọc cho bà con mình xuống xem nhà mà ưng ý, chốt cọc sớm luôn nha anh chị bà con. Rồi sau đây mời bà con cùng Trang Hải gạo khám phá chi tiết căn nhà. Thì mặt trước mình á, thì cũng đã lót gạch rất là cao ráo sạch sẽ và xuyên suốt phía sau luôn. Bậc tam cấp vào nhà mình á, đây cũng đã làm sẵn đầy đủ cho anh chị bà con mình có mua nhà về có xe máy mà dẫn vô cũng rất thuận tiện luôn. Ngoài lớp cửa chính bên đây, phía bên đó chủ nhà cũng có thêm một cái lớp cửa sổ, cửa sắt hai cánh có song sắt ở phía trong, cũng rất là an toàn tính đáo. Và nói chung ở đây một khu dân cư rất là yên bình luôn, một cái nơi rất là đáng sống. Nói chung cái mẫu nhà này Trang Hải nghĩ rất phù hợp với anh chị bà con mình, thay vì mình công nhân mình đang ở trọ đó, mình hai vợ chồng một hai đứa con mình đang muốn tìm căn nhà giá rẻ để ở, ở đây là sự chọn rất là tuyệt vời. Rồi vào nhà mình là lớp cửa, thêm một lớp cửa chính để vào nhà mình là cửa sắt hai cánh có song sắt. Và đặc biệt căn nhà này chủ nhà ảnh có để lại tặng hết toàn bộ tất cả bô rèm, cửa chính, cửa sổ cũng như trên cái gác của mình luôn, để cho anh chị bà con mình mua căn nhà về mình khỏi tốn tiền phải làm thêm rèm luôn nha. Và điều đầu tiên nữa, đây là có một cái bộ ghế sofa mà anh sẽ tặng lại cho anh chị bà con còn rất mới. Nói chung là ảnh thành phố lâu lâu thứ bảy về anh nghỉ ngơi chút xíu là ảnh cuối tuần là anh sẽ chạy lên cho thành phố làm việc tiếp nha, với bộ bàn ăn tuyệt vời luôn. Nền gạch con lót cũng rất là sạch sẽ luôn nha anh chị bà con. Với diện tích căn nhà của mình thì Trang Hải xin nhắc lại, ngang 4 mét dài cho 6 mét nha anh chị bà con. Rồi cuối nhà mình á, một cái không gian bếp đó, hình chữ L nhỏ nhỏ gọn gọn thôi đó, cũng có tủ bếp trên tủ bếp dưới đầy đủ luôn. Mặt bếp cũng đã bếp đã lót gạch rất sạch sẽ, cũng như bề tường này á, chủ nhà cũng lá ốp rất sạch sẽ cho anh chị bà con mình về mà có nấu nướng mà dăn dầu mỡ á, mình rất thuận tiện dễ lau chùi luôn. Và đây nước mình là như bà con mình nhìn thấy đây, nước mình á, nói chung là rất mạnh luôn. Ở đây mình là sát chợ, cách chợ Gò Đen mình á, quốc lộ 1A đâu đó chỉ tầm có 1,2 km thôi. Và thêm một điều điểm nữa là rất gần ba khu công nghiệp lớn cực kỳ luôn. Rồi đây là nhà vệ sinh của nhà mình, đây mời bà con. Đó, tuy nhà giá rẻ nhưng nhà vệ sinh rất rộng rãi thoải mái luôn, nền gạch nhám chống trơn trời, cũng có bồn cầu liền khói, cũng lavabo với mặt, và đặc biệt mình căn gốc cho nên là thừa hưởng một cái cửa thông gió như này nè, để có thể là không khí trao đổi cho mình không bị ám mùi cho cái nhà vệ sinh mình là quá là tuyệt vời luôn. Rồi sau đây mời bà con cùng Trang Hải vào khám phá chi tiết trên cái gác của mình nha. Trước khi lên gác thì tay vịn cầu thang bà con nhìn thấy là hay kết liền bằng gỗ kính cường lực, cũng như ở đây á, cái cầu thang này có rất nhiều ngăn dù học, anh chị bà con có thể móc khóa nó cũng được. Còn phía trong này mình để những vật dụng mình thường xài, mình dứt gọn căn nhà mình dưới da luôn. Rồi mời bà con cùng Trang Hải khám phá chi tiết trên cái gác của mình nha. Những bậc cầu thang nói chung được làm bằng gỗ và tất cả được làm bằng gỗ tự nhiên hết. Dạ, và đây là không gian trên cái gác của mình nha anh chị bà con. Nó cung đó, lớn quá thì không có lớn, mà nó nhỏ thì không có nhỏ. Thì với tầm tiền mình chỉ 395 triệu một cái không gian như thế này, có thể mình hai vợ chồng và một hai đứa con nhỏ cũng quá ok. Chính vì mình là căn gốc cho nên mình có mà thấy mà có một cái cửa sổ đây để mình lấy gió lấy sáng, trao đổi không khí trong cái căn phòng mình luôn nha. Còn đây là thêm bộ rèm nè đó, nếu mà anh chị bà con mình ít người á thì bây giờ nếu mà cho mình có kéo ra, còn nếu mà nhà mình đông đủ gắn máy lạnh mình chỉ lắp được cái máy lạnh là quá ok. Hệ thống chiếu sáng mình cũng đã đầy đủ luôn nha bà con. Với cái phân khúc nhà giá rẻ mà khó tìm được căn thứ hai mà là căn gốc luôn, có giá mức căn nhà này nha anh chị bà con, thì Trang Hải á, giá này tổng toàn bộ chỉ có 395 triệu và chủ nhà còn bớt lọc cho anh chị bà con luôn. Nhà mình á thì có diện tích ngang cho 4 mét dài 6 mét một cái gác, ở phía trên cũng đầy đủ nè, đường trước nhà mình rất là thông thoáng luôn đó. Vị trí chính xác của nhà mình thuộc ấp Phước Toàn, xã Long Hiệp. Từ đây á, căn nhà này bà con mình di chuyển quốc lộ 1A cũng như chợ Gò Đen đâu tầm 1,2 km, còn gần ba khu công nghiệp lớn, và trong vòng bán kính 2 km
có tất cả trường học từ mẫu giáo cấp 1, cấp 2, cấp 3 cho anh chị bà con mua căn nhà về ở, có con em đi học cũng rất là thuận tiện luôn. Rồi nếu anh chị bà con mà thấy căn nhà đẹp, phù hợp túi tiền, phù hợp gia đình mình ở, muốn xem nhà thì có thể liên hệ với Trang Hải qua số điện thoại trên màn hình. Trang Hải xin chào và hẹn gặp lại bà con.